Ok, hello chào mọi người. Hiện tại Vương Khang đang tiếp tục cái chuyến du lịch bụi ở bên khu tự trị Trong Quảng Tây Trung Quốc. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt mọi người ạ. Ngày đặc biệt ở bên Trung Quốc, đó là ngày Quốc Khánh. Nó kiểu như là ngày Quốc Khánh ở Việt Nam mùng 2 tháng 9 ấy, nhưng mà bên này là mùng 1 tháng 10. Đó, mọi người có thể thấy ở rìa này, những cái chậu cây là người ta thay thế bằng màu đỏ hết. Kiểu như là cái hoa mẫu đơn màu đỏ tượng trưng cho cái điều may mắn và cũng như cái ngày vui, ngày sinh nhật cả nước vui mừng ở bên Trung Quốc này mọi người này. Đây, mình lại đây mình cho mọi người xem này. Đó. Đây đây đây. Đó, người ta có ghi kìa. Mừng ngày sinh nhật cả nước vui mừng này. Ở dưới thì có ghi là 74 năm thành lập lập ra đất nước nhân dân Trung Hoa đó. Thì cái câu chuyện về đất nước Trung Quốc thì nó quá là gọi là bề dày lịch sử, nó quá dài rồi. Thì mình cũng không thể nói hết được, mình chỉ muốn nói là ngày 1 tháng 10 năm 1949 thì Chủ tịch Mao Trạch Đông đã gọi là đọc bản tuyên ngôn gọi là độc lập kiểu như Việt Nam mình. Mình hiểu nôm na là ngày khai sinh ra đất nước Trung Quốc đó, Trung Quốc đại lục. Đó. Và ở bên này thì có một cái điều mình thấy bất ngờ nữa, đó là cái ngày mà Quốc Khánh này, người ta được nghỉ những tới 8 ngày mọi người ạ. Một cái con số mình thật sự bất ngờ luôn. Ở Việt Nam mình ngày Quốc Khánh ngày 29 thì thường thường được nghỉ 2 ngày, 3 ngày là cao lắm rồi. Ở bên này người ta được nghỉ những 8 ngày. Không biết là có phải là do nó trùng với lại cái ngày rằm tháng 8 hay không, nhưng mà được nghỉ quá nhiều luôn mọi người ạ. Học sinh, sinh viên, các gọi là cấp các ngành thứ được nghỉ 8 ngày. Mình có hỏi mấy bạn sinh viên rồi, mấy bạn sinh viên bảo là những cái ngày nghỉ này bọn em được đi chơi, và đặc biệt là nhà trường sẽ cho quà mọi người ạ. Mỗi bạn sẽ có một cái món quà sinh viên nhé mọi người nhá. Còn những người làm cơ quan nhà nước, những người nào làm công ty thì mình nghĩ rằng là sẽ có thưởng, có quà hết. Tại vì bên này kể cả những ngày rằm cũng có quà mọi người, ngày rằm cũng có thưởng đó. Và bây giờ mình sẽ nói sơ về cái vấn đề ngày hôm nay, là mình sẽ đi vào bên trong khu vực gần Việt Nam mình nhé, để chia sẻ cho mọi người về câu chuyện những người Trung Quốc thì vui mừng cái ngày mà Quốc Khánh, còn những người Việt Nam lại cũng có niềm vui xem với lại niềm vui của Trung Quốc. Đó là những người Việt Nam mình sẽ buôn bán hàng hóa nó tốt hơn, thuận lợi hơn. Và thuận lợi như thế nào bây giờ mình sẽ đưa mọi người vào xem cho mọi người nhé. Trong những ngày lễ đặc biệt ở Trung Quốc đây thì một số ngành nghề bị cấm, kiểu như là những cái công việc gọi là bốc vác ấy mọi người, kiểu như là cứu vạn á. Những người mà xách hàng qua biên giới, xách hàng có cửa khẩu mọi người, xách qua xách lại Việt Nam xách sang Trung Quốc, Trung Quốc xách sang Việt Nam thì sẽ bị như kiểu là hạn chế, gần như là cấm ấy mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều ngành nghề kiểu như du lịch, bán hàng hóa, bán hàng rong, rồi là bán trứng vịt lộn, bán đồ ăn đồ uống ấy, người Việt Nam mình sang bên này làm này thì lại buôn bán thuận lợi. Tại vì do những ngày này thì người Trung Quốc người ta đi chơi rất là nhiều, gần như người ta đi chơi không à, đi chơi nhiều thì mình có thể là bán được nhiều hàng hóa hơn đó. Nói chung là những 8 ngày nên mình nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng một số người không làm được việc, nhưng mà một số người thì lại có cái thu nhập nó khá là tăng đấy, tăng cao mọi người. Thì ngày lễ bắt đầu từ ngày 29 tháng 9 mọi người nhá, đến ngày 16 đó. Mình nghe là mọi người bảo là trong vòng 8 ngày như thế, đây là người ta chuẩn bị rất là nhiều xe để gọi là phục vụ trong những cái ngày lễ, ngày Tết ở bên Trung Quốc này. Những cái xe đó sẽ điện công cộng mọi người nhá, người ta sẽ không sử dụng cái kiểu như xe ở Việt Nam mình là xe cá nhân, mà người ta sẽ sử dụng là xe công cộng, xe chung thôi đó. Thì khi mà mọi người đi thì mọi người quét một cái thì 2 tệ là 15 phút, khi mà hết 15 phút lại quét tiếp. Nhưng mà phải là người Trung Quốc nhá, phải có chứng minh, phải căn cước Trung Quốc phải được. Chứ còn người nước ngoài thì người ta không kiểm soát được, người ta không có thể làm được. Ở bên Trung Quốc đây nếu mà một cái điện thoại thì có thể là làm được tất cả mọi việc rồi, không cần phải cầm điện thoại, không phải cần cầm bóp đâu mọi người ạ. Đó, vòng xoay nào người ta cũng ghi chữ 74 năm đó mọi người. Có nghĩa là ở bên Trung Quốc đây mình thấy các bạn sinh viên cũng như là các cô chú đi đâu ngoài đường gần như không có cầm gọi là giấy tờ, vậy là cũng không cầm tiền mọi người nhá, không cần tiền mặt luôn. Ở Việt Nam mình thì mình nghĩ rằng chắc sau này cũng y chang vậy thôi, tất cả mọi thứ nó sẽ tích hợp ở trong điện thoại hết. Mình cầm điện thoại cho nó tiện, vừa sử dụng nghe gọi mà vừa có thể thanh toán, vừa có thể làm được tất cả mọi việc. Thì mình không cần phải cầm bóp, cầm tiền, cầm giấy tờ tùm lum nữa. Tại vì bản thân mình đây cũng bị mất bóp, mất mấy lần rồi mọi người. Ô, mọi người thấy không? Bên kia kìa. Đó, bên đó có một dàn xe mọi người ạ. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa, đủ mọi loại xe luôn mọi người. Kiểu như phục vụ trong cái ngày lễ này. Không ai mà xảy ra cái gì thì người ta đã có xe chờ sẵn hết rồi. Ở bên Trung đây nhá, là người ta lắp camera dày đặc rồi, nhưng mà cứ một đoạn là sẽ có cảnh sát trực mọi người nhá. Khi mà xảy ra một cái biến gì đó thì camera nó sẽ báo ở chỗ nào đó thì cảnh sát sẽ chạy tới ngay trong vòng khoảng độ 3 giây hoặc là 5 giây hoặc là 10 giây. Cao lắm thì đến 2 phút, 3 phút thôi. Tại vì thường thường nó cứ khoảng độ một vài trăm mét là người ta đã đứng trực một người rồi. Đó. Và để mà bảo là sang bên Trung Quốc đây một cuội hay là làm một cái gì đó khác thường thì mình nghĩ rằng là không ai dám đâu.
Còn nếu mà bạn nào ở Việt Nam nói bảo như thoải mái thì cái chuyện đó, nhưng mà quậy phá hay là ăn trộm cắp thoải mái thì cái chuyện đó là các bạn nghĩ thôi. Còn sang bên này mình đảm bảo luôn, có cho tiền cũng không dám mà nhỉ. Tại vì cái mức án, mức phạt của nó kinh khủng lắm mà nhỉ. Người Việt Nam mình thì nó trục xuất về nước để cho người trong nước mình xử phạt là cái chuyện rõ ràng rồi. Người Trung Quốc ấy nó sẽ vào cái sổ đen. Sổ đen rồi thì mà đi vay ngân hàng là không được. Vay ngân hàng gần như là không được. Rồi là đi máy bay thì nhiều khi cũng không được luôn. Con người người ta sợ nhất là sổ đen rồi. Sổ đen là làm cái gì khó khăn đó. Và ở bên này ấy, đấy, mọi người có thể thấy kìa, bên trong kia là những cái cô gái. Những cô gái đấy là hôm bữa mình đi xuống Vạn Vĩ, các cô đó biểu diễn ở dưới Vạn Vĩ. Thì mình nghĩ không nhầm, các cô gái đó là những người dân tộc Kinh ấy. Những người dân tộc Kinh người ta biểu diễn ở Vạn Vĩ và người ta lên đây người ta phục vụ trong cái ngày lễ Quốc Khánh này. Bây giờ mình sẽ chạy qua đây, mình gửi xe cho mình vào đó, mình quay cho mọi người xem ở bên trong đó các cô biểu diễn gì và xem một chút rồi mình sẽ tiếp tục đi khám phá trong cái khu vực này. Ồ, đây có anh công an anh đang bảo mình đi. Nói chung là ở đây là những người Việt bán hàng rong rất là giỏi mọi người nhá. Mình có nghe người ta kể, người ta bảo rằng là những cô chú người Việt Nam mình sang bên này bán hàng rong, bán hàng rất là giỏi. Người Trung Quốc người ta thấy, người ta bắt chước theo, người ta cũng bán y chang luôn. Đó, người Trung Quốc người ta cũng bắt chước theo ấy mọi người. Và người ta cũng ăn mặc và cũng làm theo kiểu cách y chang người Việt Nam ấy để thu hút gọi là khách du lịch hơn. Vì khách du lịch ở Phúc Kiến hay ở Bắc Kinh hay ở Thượng Hải hay đâu đó, người ta ra đây, người ta mục đích là người ta muốn mua những món quà, muốn xem những cái nét đẹp của bản Việt Nam mình, tại vì bên kia là Việt Nam mình mọi người. Đó. Thì thay vì việc mà người ta sang bên Việt Nam thì người ta chơi ngay ở đây, thì ở đây nó có hội tụ đủ những thứ mà người ta muốn thì người ta trải nghiệm luôn đây. Đấy, mọi người có thể thấy thì rất là nhiều những người bán hàng rong này. Những ngày thường thì khách rất là vắng, người ta sẽ bán rất là khó. Còn những cái ngày như thế này thì bán rất là ok, tại vì khách du lịch sẽ đổ về đây rất là nhiều. Hôm nay là ngày 1 tháng 10, có nghĩa là còn những 5-6 ngày nữa thì các cô chú có thể là thoải mái bán luôn. Đó. Hôm bữa mình đăng video lên thì có mấy bạn vào bình luận nói rằng là người Việt mình như thế nào đó, kiểu như là đi sang bên này đội nón cối này đi bán này không tốt hơn này nọ. Không phải đâu mọi người nhá. Thì cái mũ cối đó thì mình thấy cũng bình thường thôi mà. Mũ cối thì là một cái nét đặc trưng của người kiểu như miền Bắc ấy. Ngày xưa lúc mà chiến tranh nhá, mình xem những bộ phim chiến tranh những năm trước năm 1975 ấy, mình thấy là những người lính của mình toàn đội mũ cối thôi. Mũ cối tốt mà có gì đâu. Đó. Mũ cối cũng không có vấn đề gì đâu nha, nhiều bạn cứ bảo kỳ thị mũ cối có gì đâu. Ngày xưa hồi bọn mình, không phải ngày xưa mà hồi bố mình, cách đây cũng vài chục năm, bố mình có một chiếc mũ cối, một chiếc áo NATO, đó là một cái kỷ niệm của bố mình. Như một cái thời huy hoàng, áo NATO và cái mũ cối. Áo NATO thì ngày xưa giá trị lắm mọi người ạ. Bên trong đây thì mọi người có thể thấy thì không khí ngày Quốc Khánh khá là vui mọi người ạ. Mọi người đổ xô ra đường, bắt đầu là ăn uống. Bên này thì cái sầu riêng khá là mắc nha mọi người nhá. Mọi người sang đây du lịch thì mọi người cân nhắc khi mà ăn. Ăn xong nhiều khi giá nó cao quá lại cảm thấy sót hay là bức xúc được. Đó. Những cái thứ gì của Việt Nam mình mà sang đây thì đều giá đều đội lên rất là cao. Đặc biệt là cà phê. Cà phê thì phải lên gần 100 ngàn, 100 ngàn một ly. Sầu riêng thì cũng phải lên gấp 3, gấp 4 lần. Trứng vịt nộn thì lên mười mấy, 20 nghìn một trái. Nói chung là khi sang đây những thứ gì của Trung Quốc thì mình có thể thử. Ý là mình đang nói cho những bạn mà đi sang đây trải nghiệm nhá. Còn những thứ gì của Việt Nam thì ở Việt Nam đã thử rồi. Thì sang đây nếu mà có muốn thì ủng hộ các cô, các chú thì cũng là điều tốt thôi. Không có vấn đề gì cả. Trái dừa ở bên này thì nó cũng khoảng đầu từ 10 đến 15 tệ. Khoảng đầu 4 đến 50 ngàn. 50 ngàn tiền Việt mọi người ạ. Bên này thì những người mà bán hàng rong thì phần đa là người Việt Nam mọi người nhá. Ô đây con chim này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cái quán cà phê mà cà phê Việt Nam ấy, mình chia sẻ cho mọi người một tí về cái nét đẹp của Việt Nam mình. Việt Nam mình thì có món trứng vịt nộn này, món cà phê này, dừa này và sầu riêng. Thì bây giờ mình đi vào chia sẻ cho mọi người về cà phê mình nhé. Xem cà phê trong đó có nhiều người uống hay không, có nhiều người muốn thưởng thức cà phê của Việt Nam hay không ha. Đó, có rất là nhiều người Trung Quốc đến đây chụp hình ngắm nhìn sang cái quán cà phê của Việt Nam này. Quán cà phê đó là quán cà phê Sài Gòn, chủ người Việt Nam mọi người nhá. Ở trong đó thì nhân viên thì có cả người Trung, cả người Việt. Mọi người muốn uống theo kiểu mà nói chuyện với người Việt vẫn được. Người ta vẫn có cái người phiên dịch, có người nói với mọi người. Đó, giá của nó là 28 tệ một ly cà phê mọi người nhá. Còn nước ép thì rẻ hơn, nước ép thì có nhiều loại, có mười mấy 20 tệ thôi. 28 tệ mà mọi người nhớ, lưu ý phải chuẩn bị tiền mặt mọi người nhá. Ở tầng dưới đây thì mọi người trưng bày bán cà phê mọi người ạ.
và mọi người muốn uống cà phê là phải lên phía trên, trên lầu 1 ạ. Đấy, rất là nhiều loại cà phê mọi người. Cà phê thì người ta in cả tiếng Trung cả tiếng Việt mọi người nhá. Kiểu như là người ta đã có công ty ở bên này, người ta đóng gói và người ta có hướng dẫn sử dụng tất cả mọi thứ bằng tiếng Việt, tiếng Trung mọi người nhá. Đó. Rất là nhiều cà phê luôn. Và mình thấy người ta rất là hay cái chỗ này, đây này. Đó, người ta có một cái máy, người ta pha cà phê sẵn, người ta cho tất cả những người mà du khách đến đây để uống thử cà phê sữa mình ạ. Rồi uống xong thì cảm giác, cảm tưởng thấy ngon thì người ta sẽ mua. Đó, một cái cách làm rất là hay nhá. Và mình đã thử uống ở cái máy này rồi. Cái máy này nó giữ nhiệt mọi người nhá, có nghĩa là nó giữ cà phê lúc nào cũng ấm trong cái nhiệt độ khoảng độ 30-40 độ đây. Lúc nào cũng vừa uống mà không có quá nóng, không có quá nguội. Đó, và uống rất là thơm và không quá ngọt mọi người nhá. Cái vị nó hơi thanh thanh. Đó, mọi người nhìn những người ở Trung Quốc này, người ta uống cà phê cũng kiểu như là tập tễ lần đầu thôi mọi người ạ. Người Trung Quốc này người ta không biết uống cà phê đâu mọi người. Hiếm lắm mới có người người ta nghiện cà phê thôi. Còn chỉ những người Việt Nam mình, đa số người Sài Gòn là uống cà phê nhiều. Ở Trung Quốc không uống đâu. Sau này thì người ta sang Việt Nam nhiều, người ta uống thì người ta kiểu như ghiền thì người ta sẽ uống theo thôi. Còn đa số người ta uống trà. Kiểu như món trứng vịt nộn ấy, trứng vịt nộn ở bên Trung Quốc thì người ta cũng không biết ăn nhá. Xong là khi mà người Việt Nam mình đưa trứng vịt nộn sang này là bày cho người ta ăn, ăn rồi là người ta ăn biết, người ta quen. Còn như người Trung Quốc người ta ăn kỹ lắm. Kiểu như là nếu mà có quả trứng gà nộn nhá, người ta ăn có trứng gà nộn thôi, thì người ta phải cho luộc chín, xong bắt đầu là cho vào chiên. Chiên xong người ta cho vào năn bột, chiên tiếp, xong là làm sốt người ta đổ lên thì người ta mới ăn được. Còn như ở Việt Nam mình ăn theo kiểu đấy thì người ta sợ nó ăn không được. Và nên tại sao mà trứng vịt nộn ở bên Trung Quốc này người ta cho rất là nhiều rau, nhiều topping ấy. Mục đích là người ta để phủ lên, để che kín cái quả trứng lại cho người Trung Quốc người ta đỡ sợ, người ta ăn mới được. Người Trung Quốc này người ta kiểu như là người ta ngán, ý là sợ, nhát nhát ấy. Ăn cái gì người ta cũng cho rất là nhiều gia vị, cho rất là nhiều cái thứ để cho là che giấu những cái kiểu như ăn thịt đúng không? Thịt người ta làm khổ nhục, không nhục ấy. Người ta sẽ chiên lên, bắt đầu là người ta cho màu mè vào, người ta hầm cho nó mềm sụt thì người ta phải ăn, chứ không ăn ăn kiểu như luộc ở Việt Nam mình đâu. Bây giờ mình sẽ đi lên trên mình ạ. Trên mình thấy khách rất là đông. Thì nói chung là ở bên Trung Quốc đây thì khi mà ở miết thì mình thấy là người ta có nhiều cái điều thú vị. Kiểu như là cái người ta làm ấy, lúc đầu thì mình thấy nó hơi sai sai, nhưng mà dần dần thì mình thấy nó cũng đúng. Kiểu như ngồi ghế mọi người nhá. Ví dụ như có một người Trung Quốc người ta vừa đứng lên, người Trung Quốc khác đến, thì người ta sẽ không ngồi liền vào cái ghế đấy đâu mọi người ạ. Nếu mà có miếng nót đúng không, người ta sẽ tháo miếng nót xuống, người ta lấy miếng nót khác bỏ lên để người ta ngồi, thay vì việc mà chờ đợi. Còn không thì người ta sẽ chờ đợi cho cái ghế đó nó bớt nóng, và nó bay hết kiểu như mùi người ngồi trước ấy, người ta sẽ ngồi đó. Khi mà mình sang Trung Quốc thì mình thấy có nhiều điều mà mình nên học hỏi. Nói chung là hay á, nói chung là người Trung Quốc người ta hay. Mình không phải khen đâu, mà mình thấy cảm nhận như vậy. Và mình thấy là những cái món ăn, những cái gì của Việt Nam mình sang bên này này, được người Trung Quốc người ta đón nhận một cách rất là nhiệt tình. Đặc biệt như cái nón lá đây, nón lá như này, người ta rất là khoái độ. Đó, người ta kiểu như người ta rất thân thiện á. Mặc dù thì trong cái thâm tâm người ta vẫn biết, người ta vẫn nói với mình, người ta vẫn nhắn tin với mình rằng là Việt Nam đã từng một thời của Trung Quốc, nhưng mà người ta vẫn đối xử gọi là rất là lịch sự với những người Việt Nam mình, và người ta cũng rất là tôn trọng. Đặc biệt là cái chỗ mình ở là ông chủ nhà cũng rất là quý mình nhá. Ông biết mình người Việt Nam, ông rất là quý, và gần như là mình cứ thiếu cái gì là ông chạy đi mua cho mọi người. Tiền phòng trọ, tiền nhà mình thì có 350 tệ thôi, điện nước vào nữa 50 tệ, mà hai giường ngủ thì là máy lạnh, điều hòa, máy nóng lạnh, máy giặt, là bếp ăn đầy đủ hết mọi người. Đó, đứng ở đây mọi người có thể nhìn thấy bên kia kìa, bên đó là Việt Nam mình mọi người, bên đó là Việt Nam. Việt Nam thì cái khu vực biên giới chưa được đầu tư nhiều nên nó đang còn hoang sơ, đang còn nhiều cây cối lắm. Còn ở bên Trung Quốc đây thì khỏi nói đi, bên Trung Quốc đây thì người ta đầu tư nhiều hơn, và cái kiểu như là người ta gọi là quy mô hơn đó. Còn đất đai của người ta cũng rộng mênh mông trời đất mọi người nhá, rộng lắm.